寿司来了。Đừng ăn gan chứ. Đừng ăn gan chết chứ. Khó tay á, trầm luôn. Họ chưa đi trấu đã xong rồi. Lo ăn uống sữa rồi em. Thuận ơi, em rảnh không? Em xuống nói anh Bi hỏi hai đứa ăn cái chị không là mua cho ăn. Chị cái hôm xíu đó. Thiên ơi. Thiên, con nói ba con ăn ăn chứ con nói ba đặt về ăn. Đặt mì Ý chay. Ừ, cái hai. Con là mì Ý nhưng rồi. Mà con là kiểu mì mì. Mì sao? Không, đi xuống nói ba đi, đi xuống nói ba đi. Mua hai đứa. Xuống trời ướt luôn. Trời mà ướt luôn áo luôn. Đèn á chị nhà hết. Chị kia,
ăn ngon. Alo. Thôi còn người ra mới khỏi cái nữa. Bỏ chị Đài rồi. Chị Đài rồi. Mày nhìn thì mày được nhiều mà cũng được thôi. Mà không có sữa. Gì xỉu. Ngày ngồi không chán chứ cha. Này chào là ngày nay mò chưa đó số 82 là hồi sáng là số đầu tiên là số mấy tám hai là tám hai mà trễ giờ rồi hết nhận khách rồi. Cho 70 chai không trẻ ăn gì. Gầy kinh. Cái đèn muốn gãy cái móng này nhìn cứng. Khó nhìn nữa.